Câu chuyện về ai là trung phong cắm số 1 tại Manchester United được cho vẫn chưa có lời giải cho tới tận ngày hôm nay. Erik ten Hag đã được đầu tư khá nhiều tiền chuyển nhượng từ khi cầm quân Manchester United. Ông đã mang về Old Trafford như Anthony, Casemiro và Lisandro Martinez cùng Tyrone Malacia với hơn 250 triệu euro. Tuy nhiên, Manchester United vẫn đang thiếu một trung phong đúng nghĩa và Erik ten Hag sẽ được cấp một khoản kinh phí không nhỏ để thanh lọc đội hình ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Erik ten Hag đang gặp một vấn đề nan giải với vị trí trung phong. Ông sẽ được cấp tiền chuyển nhượng nhưng không biết nên theo đuổi Harry Kane, người có thể sớm đóng góp bàn thắng cho đội, hay Victor Osimhen với một kế hoạch dài hơi hơn. Với 267 bàn thắng, Harry Kane đã là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Tottenham Hotspur. Với 63 pha lập công, Harry Kane là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển Anh. Và với 200 pha lập công, Harry Kane đang xếp thứ 3 trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Premier League. Hiện tại, Kane chỉ kém thành tích của người xếp thứ 2 là Rooney, 8 bàn thắng và nếu duy trì phong độ đều đặn những năm tới, cũng như tiếp tục gắn bó với Premier League, tiền đạo người Anh hoàn toàn có thể bắt kịp thành tích của người đứng đầu là Alan Shearer với 260 bàn. Harry Kane là một cầu thủ xuất sắc về chuyên môn khi những con số thống kê đã thể hiện được điều đó, đồng thời đang là một biểu tượng của bóng đá Anh. 22 tuổi, Kane lần đầu được gọi lên tuyển Anh và chỉ mất 79 phút trong lần đầu tiên ra sân cho màu áo tam sư để ghi bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. 23 tuổi, anh có lần đầu đeo băng đội trưởng đội tuyển quốc gia và năm 24 tuổi anh trở thành đội trưởng chính thức của tam sư. Tại Premier League, đã 3 lần Kane nhận danh hiệu vua phá lưới giải đấu. Mùa giải 2022-2023, anh cũng đang xếp thứ 2 trong danh sách vua phá lưới Premier League. Trong quãng thời gian đã qua của sự nghiệp, Harry Kane đã thể hiện sự ổn định và phát triển đến mức toàn diện với một tiền đạo. Anh không chỉ là một số 9 đơn thuần với khả năng dứt điểm đẳng cấp, mà còn có khả năng kiến thiết lối chơi cùng nhãn quan nhạy bén. Nhưng từ một cầu thủ xuất sắc vươn lên trở thành một cầu thủ vĩ đại là một vấn đề khác. Bóng đá là một trò chơi tập thể và những thành tích của tập thể đóng góp rất nhiều trong việc tôn vinh giá trị của một cầu thủ. Trong suốt hơn một thập kỷ, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo thay nhau thống trị các cuộc bầu chọn danh hiệu của bóng vàng, không chỉ vì họ ghi nhiều bàn thắng, mà quan trọng hơn cả chính những bàn thắng hai cầu thủ này ghi được giúp các đội bóng của họ giành những danh hiệu cao quý. Trong một phát biểu trên kênh truyền thông gần đây, huấn luyện viên Antonio Conte chia sẻ về Kane sau khi anh cân bằng thành tích ghi bàn của huyền thoại Jimmy Greaves cho Spurs như sau: "Chúng tôi đang nói về một cầu thủ có năng lực xuất sắc. Tôi muốn cậu ấy đạt được danh hiệu cho màu áo Tottenham. Cậu ấy yêu Tottenham, sẽ rất tuyệt vời nếu chúng tôi có thể cùng nhau đoạt những danh hiệu. Kỷ lục cá nhân này của cậu ấy thực sự quan trọng, nhưng nâng cao một danh hiệu là điều quan trọng hơn." Conte hiểu tầm quan trọng một danh hiệu đối với Kane và đó cũng là suy nghĩ của nhiều người khi nhìn vào sự nghiệp của tiền đạo người Anh. Harry Kane liên tục lỡ hẹn với những danh hiệu, không ít lần anh phải nếm trải cảm giác trở thành á quân ở cả cấp độ đội tuyển lẫn câu lạc bộ. Song, nếu đội tuyển quốc gia là điều không thể thay đổi thì câu lạc bộ lại khác. Mùa hè 2021, Kane đã cố gắng để rời khỏi Tottenham sau những năm tháng cống hiến miệt mài. Khi đó, Manchester City rất muốn có được sự phục vụ của Kane và cả hai thực sự là những miếng ghép phù hợp với nhau. Man City cần một tiền đạo cắm giỏi săn bàn đã khẳng định được năng lực. Kane cần một tập thể mạnh cả về lối chơi lẫn tiềm lực tài chính. Thậm chí có thời điểm truyền thông Anh liên tục đưa tin Kane không xuất hiện tại Spurs sau khi kỳ nghỉ hậu Euro 2020 như một cách để gây sức ép lên bàn lãnh đạo đội bóng. Là đội trưởng đội tuyển quốc gia, Kane càng phải hứng chịu nhiều chỉ trích vì hành động ấy, nhất là khi anh vẫn luôn thể hiện sự chỉnh chu, chuyên nghiệp trong suốt nhiều năm. Harry Kane chuyển đến Man United trở thành chủ đề được bàn tán rộng rãi thời gian qua với bàn thắng xé lưới Man City. Tiền đạo người Anh trở thành cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử Tottenham Hotspur. Kane vượt qua huyền thoại Jimmy Greaves với 267 bàn sau 416 trận đấu. Đáng buồn thay, Kane vẫn chưa sở hữu bất kỳ danh hiệu nào trong bản CV. Sát thủ 29 tuổi là tượng đài của Tottenham, thế nhưng xét về giải đường cá nhân, Kane đang chịu bất công lớn. Điều đó tạo thành lý do khiến nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng Kane nên tìm bến đỗ mới? Mùa hè 2021, Man City từng có cơ hội lớn sở hữu tiền đạo người Anh. Tuy nhiên, thương vụ đổ bể khi Tottenham kiên quyết không bán trụ cột của mình. Kane lỡ mất cơ hội cập bến sân Etihad, đồng thời lỡ mất danh hiệu Premier League khi Man City đăng quang ở mùa giải 2021-2022. Một sự nuối tiếc lớn với cá nhân tiền đạo sinh năm 1993. Giờ đây, một cơ hội lớn khác đã mở ra với đội trưởng tam sư. Man City không cần Kane vì họ đã sở hữu cỗ máy ghi bàn Erling Haaland. Manchester United trở thành bến đỗ khả thi với Kane vào mùa hè 2023. Huấn luyện viên Erik ten Hag cần mang về sân Old Trafford một số 9 chất lượng khi World West Ham chỉ được xem như giải pháp chữa cháy tạm thời. Bản hợp đồng giữa Kane và Tottenham sẽ đáo hạn vào tháng 6 năm 2024. Do đó, gà trống nhiều khả năng phải chấp nhận bán người nếu không thể thuyết phục Kane đặt bút ký vào bản hợp đồng mới.
Với Osimhen, anh đã và đang trở thành đầu tàu trong chuỗi thành tích ấn tượng của Napoli ở mùa giải năm nay khi họ đang đứng trước cơ hội vô địch Serie A sau 33 năm. Hiện tại, tiền đạo người Nigeria ghi được 16 bàn và 4 kiến tạo ở giải vô địch Italia, trong khi Napoli đang bỏ xa đội xếp thứ 2 đến 13 điểm. Nếu muốn chiêu mộ chân sút chính của Napoli, chắc chắn Manchester United sẽ phải bỏ ra một số tiền khổng lồ. Bên cạnh đó, một lý do nữa có thể khiến quỷ đỏ chùn bước là cả Chelsea và Paris Saint-Germain cũng đang theo dõi Osimhen và sẵn sàng đưa ra một lời đề nghị chuyển nhượng. Khi nhắc tới chân sút người Nigeria, chúng ta biết đến anh như một quái thú vô cùng nguy hiểm bên trong vòng cấm địa. Osimhen có đầy đủ tất cả những phẩm chất để trở thành một tiền đạo xuất sắc. Anh có khả năng di chuyển tốt, khả năng chọn vị trí hợp lý, cũng như khả năng làm tường và chơi quay lưng lại với khung thành rất chắc chắn. Ngoài ra, khoảng thời gian gần đây, Osimhen còn đang khiến giới mộ địa thêm nhắc về anh thông qua tình huống bật cao đánh đầu trong chiến thắng của Napoli trước Spezia. Cụ thể, trong chiến thắng 3-0 của Napoli trên sân Spezia vòng 21, Osimhen lập cú đúp, trong đó có một bàn thắng đã đi vào lịch sử giải đấu số 1 Italia. Vào năm 2019, Ronaldo đã khiến cả thế giới choáng váng với cú bật nhảy 2m56 đánh đầu ghi bàn vào lưới Sampdoria. Đó là một trong những bàn thắng đẹp nhất của CR7 trong màu áo Juventus. Sau bàn thắng đó, siêu sao người Bồ Đào Nha có thêm biệt danh là CR7 Air Jordan. Nhưng bàn thắng bằng đầu nổi tiếng của Ronaldo không còn giữ vị trí số 1 về độ cao khi bật nhảy tại Serie A. Thay vào đó, Victor Osimhen đã xoán ngôi Ronaldo sau khi anh bật cao 2m58 đánh đầu ghi bàn trước Spezia. Có thể thấy Osimhen đang sở hữu rất nhiều những phẩm chất mà chiến lược gia người Hà Lan rất thích ở một trung phòng. Tuy nhiên, để loại ai và chọn ai ở thời điểm lúc này cũng khiến Erik ten Hag đau đầu không kém. Erik ten Hag đã gặp vấn đề được xem là rất giống trường hợp của huấn luyện viên Sir Alex Ferguson năm xưa khi ông thầy người Scotland đứng trước lựa chọn Robin van Persie và Robert Lewandowski vào năm 2012. Khi đó, chân sút người Hà Lan đã 29 tuổi bằng Harry Kane của hiện tại, còn Lewandowski vẫn đang thi đấu cho Dortmund, cũng vừa bước sang tuổi 24, giống với Victor Osimhen. Sir Alex đã chọn Persie và anh ghi liền 26 bàn, giúp quỷ đỏ lên ngôi vô địch Premier League mùa giải 2012-2013. Tuy nhiên, sau khi vị chiến lược gia này nghỉ hưu, cầu thủ người Hà Lan đã sa sút phong độ dưới sự dẫn dắt của David Moyes và Luis Van Gaal. Trong khi đó, Robert Lewandowski trở thành trung phong hàng đầu thế giới, gặt hái vô vàn danh hiệu với Bayern Munich và vẫn ghi bàn đều đặn khi chuyển sang khoác áo Barcelona. Erik ten Hag có thể tự tin rằng ông sẽ khai thác được nhiều hơn ở Harry Kane so với trường hợp của Van Persie. Tuy nhiên, nội bộ Manchester United đang cân nhắc có nên đầu tư 100 triệu bảng và một chân sút có thể đảm bảo chiến lược dài hơn hay không. Manchester United vẫn sẽ còn khoảng hơn 5 tháng để suy nghĩ về vấn đề Kane hay là Osimhen tới Old Trafford. Đó đều là những viễn cảnh trong mơ của người hâm mộ Manchester United. 6 tháng trước, Old Trafford không phải là điểm đến mơ ước của bất kỳ ngôi sao lớn nào. Tình thế thay đổi nhanh chóng sau nửa mùa giải với khả năng cầm quân, quản lý phòng thay đồ của Ten Hag bên cạnh chính sách chuyển nhượng đúng đắn. Man United từng bước lột xác mạnh mẽ. Trong thời gian tới, Old Trafford có lẽ sẽ là nơi mà rất nhiều những cầu thủ nổi tiếng, trong đó có Harry Kane và Victor Osimhen, xem là điểm đến hứa hẹn nhất vào mùa hè năm sau. Nếu Erik ten Hag có thể hoàn thiện bộ khung của mình với một trong hai trung phong kể trên, không ngoa khi nói Manchester United sẽ là đối thủ đáng gờm mà bất kỳ một câu lạc bộ nào cũng cần phải dè chừng. Hãy cùng chờ xem.